Làng Tranh Khúc, xã Diên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm bánh chưng cổ truyền. Mỗi dịp Tết đến, xuân về cũng là lúc người dân trong làng lại tất bật nhận đơn bánh từ khắp nơi đổ về. Chia sẻ với diễn đàn doanh nghiệp, những người dân ở đây cho biết, nếu ngày thường trung bình mỗi nhà chỉ nhận làm khoảng từ 50 đến 100 chiếc trên một ngày, thì vào dịp Tết, số lượng đặt bánh đã tăng gấp 5 lần, vào khoảng 250 đến 500 chiếc trên một ngày. Đặc biệt, có nhà đắt khách sẽ làm từ 1 đến 2.000 chiếc trên một ngày. Tùy theo nhu cầu của người đặt và kích thước, bánh chưng sẽ có giá khác nhau. Mỗi chiếc bánh chưng nặng 1,2 kg sẽ có giá là 50.000 đồng trên một chiếc và bánh chưng gấc sẽ có giá từ 70 đến 80.000 đồng trên một chiếc. Tuy nhiên, với người tiêu dùng, bên cạnh câu chuyện giá cả thì câu chuyện về vệ sinh an toàn thực phẩm của những chiếc bánh này được quan tâm hơn cả. Tất cả các gia đình như vậy là làng nghề là đều phải như vậy là phải điên để đi tập huấn cái an toàn thực phẩm làm thế nào để thái là kể cả từ gạo đậu thịt thà các thứ là phải làm cái vấn đề là cái vấn đề khâu vệ sinh là phải trực tiếp là cái khâu vệ sinh phải an toàn đấy. Thế nhưng mà thực ra là cái làng nghề này thì từ xưa đến giờ bánh chưng bánh dày thì chưa bao giờ có cái ngộ độc vấn đề như vậy là bánh chưng bánh dày đấy. Năm nào thì coi như vậy cứ đến Tết thì là mỗi năm là tập huấn hai lần ba lần. Không biết mọi người ăn như nào thì không biết, nhưng mà gia đình họ hàng anh và bạn bè là ăn là thấy rất là ngon. Đấy, thế nên năm nào anh cũng về. Bánh chưng anh nghĩ ở đây họ gói rất là chặt tay và đẹp. Đấy, hình thức được và chất lượng cũng rất là tốt. Rồi anh ăn cũng gần chục năm nay rồi. Đấy, thì anh thấy yên tâm. Họ luộc bằng hơi. Đấy, lò hơi rất là sạch sẽ. Nhưng người ta cứ đồn đại là luộc cho pin hay biết vào, nhưng không phải. Đấy, anh đã về đây rồi thì anh biết là luộc bằng hơi hết, rất là sạch sẽ, vệ sinh. Bên cạnh việc sản xuất luôn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, những người dân trong làng Tranh Khúc còn mạnh dạn áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Trong đó phải kể đến việc đầu tư những chiếc lò hơi điện thay cho bếp củi. Nhờ đó mà năng suất không ngừng được nâng cao, giá cả cạnh tranh và đời sống người dân được cải thiện, giúp duy trì và phát triển những nét văn hóa cổ truyền dân tộc.